Thế thì ý là cái bạn này bạn sẽ chia sẻ cho chị bên này chứ nào đấy, và chị xem CV của mình sẽ nhớ cái CV của mình nó như thế nào. Ở đây chia sẻ nhé, chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn về cái lĩnh vực này. Và hiện tại mình đang ngồi trong phòng một mình, một phòng marketing mà mình ngồi chơi cả cả 30 ngày, mình ngồi chơi gần như là 28 ngày mất có một ngày để làm, nó không có gì ghê gớm cả. Bạn chưa hiểu về cái từ digital nên là ở đây mình sẽ chia sẻ để cho các bạn hiểu rõ hơn về nó, và các công ty người ta sẽ hiểu rõ hơn. CV bên bất động sản chắc mình nghĩ là cái CV này quá. Bất động sản CV ok thì mình sẽ sau này ra để cho bạn hiểu ha. Thế thì đã nói tới digital thì các bạn cứ hiểu đơn giản đi là những cái gì mà liên quan tới số hóa là digital hết, chứ không phải rằng là digital là ăn xong chạy quảng cáo hay là social marketing người là ấy. Ví dụ như một căn nhà này, đúng không ạ, một cái văn phòng này bạn phải số hóa nó, digital mà, công nghệ số, bạn phải số hóa nó để làm sao để bạn bán được căn nhà đó nhanh nhất, đó là digital. Chứ không phải là ngồi đó ăn xong là chạy quảng cáo mình là khệnh khạng. Nên là nhiều người người ta không có hiểu cái từ digital, rất là khổ. Và kể cả các bạn có lên trên trên mạng nhé, nào digital marketing nào là gì đấy, kỹ thuật số. Kỹ thuật số lần nào thì là Facebook, Google, Zalo, đúng không nào, kỹ thuật số trên internet đấy, thiết bị phương tiện di động, truyền thông xã hội, tìm kiếm này kia, nó vẫn chưa có đủ đâu các bạn. Digital là phải số hóa được tất cả mọi thứ và đưa nó lên trên mạng, lên trên internet, bạn hình dung không, để nhằm mục đích là tiếp thị quảng cáo. Vậy thì bây giờ tôi muốn bán căn nhà này, mày làm gì thì làm, mày số hóa cái căn nhà này đi. Tao muốn vào nhà vệ sinh, tao muốn xem cái nhà vệ sinh nó có cái gì, gạch bao nhiêu, thiết bị nó như thế nào, đúng không, là ông phải làm sao làm số hóa, làm sao làm để tao biết được cái căn nhà ở phòng đó nó như nào, không gian ra làm sao, có bao nhiêu viên gạch, thiết bị nhà vệ sinh nó là cái gì, đúng không, nó rộng bao nhiêu, nó phải như vậy đó các bạn. Chứ không phải là chụp cái hình cái là đưa lên rồi đấy, đẹp chưa, đẹp mẹ gì cái đó, thì thiết kế thì mấy, không giải quyết được cái gì cả. Nên là bạn phải số hóa được nó và đưa nó lên kể cả là chân thật nhất này, hoặc là kể cả 3D thì bạn phải làm nó chi tiết nhất. Đấy là về digital, nhấn mạnh nó là digital, nó đỉnh cao như vậy. Là cuối cùng ấy, tức là phải số hóa tất cả mọi thứ đưa lên trên không gian mạng. Thế thì bây giờ là tôi quan tâm về một khóa học nào đó, nhưng mà hiện tại chẳng hạn ha, tôi chưa có nhu cầu về học, tôi chỉ có gọi là tìm hiểu nó thôi. Nhưng khi mà tôi nhấp vào cái website đó, à là bắt đầu này, hay là nhấp vào một cái bài quảng cáo đó, hay là xem cái đoạn video đó, thì ông phải số hóa làm sao đó để remarketing lại, lặp lại, đúng không? Ông phải làm sao đó để thằng Facebook nó biết rằng à thằng này nó đang quan tâm tới cái này. Phải làm sao đó để khi mà thằng Google nó vào ấy, nó biết được rằng là à thằng này nó đang quan tâm cái này. Tức là cái USUA ấy, trên cái máy tính của chúng ta này là nó có một cái ID và thằng Google mọi thứ rồi nó biết hết. Khi mà bạn đăng nhập, bạn nhập vào cái website đó đúng không ạ? Là trên cái tài khoản của các bạn như thế này là nó sẽ có, là thằng Google biết, thằng Google biết thì thằng Facebook sẽ biết. Thì hai thằng nó cũng là né như nhau nhưng mà nó là như vậy. Thế thì bạn phải số hóa được trên đó nhá, chứ không phải là digital là chạy quảng cáo rồi ba cái trò quảng cáo nó còn quá non, thì quảng cáo mình chạy hàng ngày đi trên nào. Thế thì chia sẻ như vậy để các bạn hiểu hơn đi trên nào. Không tuyển đi 10 13 triệu tiền quận 2 này kia đúng không ạ? Đó. Nó là né như mình rồi. Và hiện tại mình đang ở, mình làm công ty Macrim. Và nhiệm vụ của mình là ngồi chơi.
Đấy, kể cả là chủ tịch nghe đây chả vấn đề thì hay thì ông kiếm việc về đây tôi làm hết. Mà sếp bây giờ là dự án thì người ta 10, 13, 15 lô nó bán chưa đầy một tuần là hết mẹ rồi. Lấy cái gì ra? Ủa thì ai là cái thằng vẽ sơ đồ phân lô, ai là thằng quay VR360 cái lúc đó mới cần chứ. Chứ còn bây giờ là cái nhiệm vụ hết rồi thì thôi, chứ còn bây giờ là những cái vấn đề về CRM tối ưu hóa khách hàng khi mà vào web, tối ưu hóa khách hàng khi mà chuyển đổi thì mình làm hết rồi, hệ thống nó tự làm hết rồi, nên là ngồi chơi là đúng rồi, còn cái gì nữa. Còn các công ty bây giờ mấy con rời này bắt đầu nghe này, quay lại để cho các bạn hiểu mệt đấy, thì cứ chém cho đắm lắm vào rồi nét chả hiểu cái gì. Thế là các bạn cần phải quay ngược lại về bạn học cái từ digital cho nó đúng thì sau đó các bạn mới ra được vấn đề. Thế thì mình nói qua hết một vòng một vòng một vòng một vòng một vòng sau rồi xuống đây rồi 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 đó thì đúng rồi, nên là mình mới hỏi là bây giờ phải hiểu cái từ digital là gì trước đã. Hiểu như tối ngày ăn xong chạy quảng cáo là chết rồi nè, người ta gạch ra những cái đồng dòng thôi, còn cái kiến thức người ta nó quá nhiều đi, làm sao mà ngồi đây mà hết được. Như chẳng nghe tôi đang định tôi cho cái này đây này, ví dụ nó lập trình người ta không có hiểu cái này lập trình đi này, mấy cái này thì không ai người ta tìm hiểu tới, hoặc là người ta chỉ xem mỗi cái website của tôi đâm ra người ta không có hiểu, đúng không ạ? Vậy thì cái này mới là cái đỉnh cao này, nó nằm ngoài ra khỏi ngoài cái từ digital. Thế bây giờ digital đây có biết SEO từ khóa không em? Được không? Cái từ digital dở, công ty thì dở, người ta thà là các bạn phải tuyển thằng chuyên chạy quảng cáo hết, ta không cần biết ông làm sao thì làm, ông làm sao thì làm, miễn sao là cái khúc mà khúc chạy quảng cáo này, ví dụ chạy quảng cáo TikTok này, chạy quảng cáo Google này, chạy quảng cáo Facebook này, chạy quảng cáo Zalo này, thì đây là cái mà cái công ty đó nó đang quan tâm, là cái bạn nữ bên trong nó đang đang quan tâm, hiểu không? Đang quan tâm đến khúc này này, tức là chỉ có chạy quảng cáo thôi. Thì bây giờ chạy quảng cáo thì nó mới ra được, thì chỉ biết cái đó thôi, và giới hạn cái bạn digital đó chỉ giới hạn bạn như vậy, đâm ra là nó như thế này, đâm ra thì nó mới như thế này, hiểu không? Thế thì khi mà đưa ra này xong phát thì mình mới đưa ra như thế này. Thì đây thằng cu ở ngoài ngoài Hà Nội đấy, mình có ở ngoài Hà Nội đâu sao vẫn chạy bình thường hết, vẫn ra khách ầm ầm. Thì giờ phải làm sao để mình sâu lại cái nội dung mình thường thì mình sẽ chia sẻ rất là chi tiết để các bạn hiểu rõ về cái vấn đề, chứ không phải là khệnh khạng nên các bạn sẽ tốn rất 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 nhiều tiền, và các công ty sẽ tốn cực kỳ, nên là mình mới có những cái tâm huyết mình làm nó như vậy. Đây, chạy chưa hết 4 triệu nhé. Chưa hết nha các bạn, mới hết có 3 triệu mấy. Vậy là được rồi. Từ từ sẽ có chuyển đổi. Bán một lô lụng thì 4, 5, 70 triệu mà. Thì phải từ từ chứ. Được chưa? Thì mình sẽ nói tiếp về tới đây, ví dụ như thế. Thế thì sau khi đó là nhằng xong, ok thì chúng ta sẽ vào cái này, thì cái này nó là một trong những cái mà các công ty hiện tại trên thị trường trong bất động sản là đang làm rất yếu, và dường như là nó thẳng ra không kiếm ai để triển khai được mấy cái này đâu, khó lắm.
không không triển khai hết được. Thì bây giờ mình sẽ show ra cái này, mình đã show ra một lần rồi, nhưng cùng công thì mình sẽ chia sẻ luôn. Thế là cái đầu tiên mình đã nói với các bạn là bất cứ một công ty nào mà hoạt động trong lĩnh vực bất động sản phải lấy cái website làm cái gốc. Tại sao à? Tại phải học, hiểu không? Tức là chạy Facebook hay là chạy Zalo hay là chạy YouTube hay là chạy bất cứ một cái kênh TikTok hay là YouTube, Google gì đó, Zalo này là mọi thứ nó đều chạy chuyển đổi về web được hết, nên bắt buộc là phải chạy gì, phải có web trước. Cái đó là ai cũng hiểu, bởi vì trong cái web nó thể hiện là logo công ty rồi hoạt động của công ty để nhằm mục đích là thương hiệu và nhằm mục đích là lấy cái gì ạ, cái sự tin tưởng của khách hàng. Bây giờ mày bán đất mà mày bán đất không có sổ thì bán cho ai? Thì bây giờ không bán không có sổ thì ông cũng phải show được là cái profile của ông nó như thế nào chứ, hoạt động bao nhiêu năm rồi, là con người nó như thế nào chứ. Nên là người ta quan tâm là quan tâm cái web, chứ không ai người ta lên trên mạng là quan tâm ở Facebook ở công ty này tạo ra Facebook mà tăng like tăng ấy tăng đồ. Bây giờ tăng 1.000 like mới hết cơ, chưa đầy 100.000, 40.000, 1.000 like Facebook xong. Bạn hiểu không? Hiểu khúc này không? Nhưng còn cái website, cái tuổi đời của website nó sẽ khác. Và nó sẽ vào đây này, nó sẽ vào ví dụ như là vào một cái trang như là PA để người ta kiếm cơ mà. Nên là không hiểu rõ nên là rất là khổ. Vậy thì chúng ta sẽ vào đây và chúng ta đẩy ví dụ như Phan Đăng Hiếu này. Mua thì năm bao nhiêu? 2022 thì được 2 năm. Hiểu cái giá trị của thương hiệu. Và khách hàng nó ngày càng khôn, nó khôn hơn bạn nghĩ rất nhiều, và đừng nghĩ nó ngu. Và thằng nào phải đẩy khách hàng rất khôn. Nhiệm vụ của mình là nói ít hơn và làm nhiều hơn, hiểu không? Không có làm đâu. Thế thì sau khi mà xong cái vụ này, mọi thứ nó phải ok. Tại sao cái bạn ấy chạy quảng cáo không hiệu quả? Bởi vì bạn ấy không biết thiết kế. Bởi vì khi mà đã biết thiết kế, nó sẽ xây ra cái sự sáng tạo. Và mình sẽ chứng minh cho các bạn khi mà biết thiết kế nó sẽ đẳng cấp như thế nào. Đây là thiết kế. Tôi chấp luôn, tôi dám gãy luôn. Nào, bây giờ cái ông nào bên design đâu? Bạn học design, bạn học lối mắt ra rồi cái này nó là cái gì? À, nhưng chính vì cái này nó sẽ sinh ra cái này. Nó sẽ sinh ra cái này. Bạn làm sao để cái máy bay này nó bay? Dù là tôi chưa làm xong, nhưng tức là tôi làm tới đây mà tôi mất 2 ngày trời để chỉ để làm được tới đây. Bạn thấy không, tôi đang làm dở này. Khi mà hover vào cái này này, nó sẽ sinh ra gì, nó sẽ sâu ra cái gì, nó sẽ sâu ra từng phân khu. Chọt như thế này là bình thường nhé các bạn. Chọt này thằng đéo nào chẳng làm được. Nhưng mà trên cái hình này bây giờ, để con chuột vào đây cái, nó hiện lên cái chữ phân khu đó. Và tôi đang làm đây. Digital đấy là đang số hóa ở trên gì, trên không gian mạng này. Đấy mới là đỉnh cao của digital, chứ không phải là digital là chạy quảng cáo. Công nghệ số đấy là, đó là social. Nó là, các bạn hiểu là đó là hoạt động ở trên social marketing. Mình chưa hiểu rõ hết. Digital nó bao gồm hết tất cả mọi thứ ở trên đó, số hóa mọi thứ để có khách hàng. Hình dung không? Nó đó. Vậy nên là mình mong muốn rằng là các bạn cần phải hiểu rõ về nó hơn. Đấy, một bạn xem có thằng digital nào làm được cái này không? Tôi chấp luôn, tôi dám cãi luôn. Nên là thường thì ở đây á, nếu như mà không mang tính chất là chia sẻ và giúp đỡ các bạn để các bạn hiểu rõ hơn và các bạn phát triển hơn, cũng như là những cái bạn nào mà đang làm, đang học về marketing mà nghe được thì bạn mới hiểu được. Là mà mình đang có một cái mong muốn rằng là chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn, chứ còn mình lên trên này khoe rồi mình hoàn toàn hiểu được.
sông sâu á thì tĩnh lặng, kiểu kiểu vậy. Người mà tài giỏi thì người ta im, người ta không có bao giờ người ta sâu ra, nhưng mà xã hội này không ai cứ như thế được, chúng ta phải chia sẻ với nhau để chúng ta phát triển hơn. Thì bạn phải nhìn vào đây, bạn mới hiểu, bạn nghe hết câu chuyện của mình bạn mới hiểu. Hình dung không ạ? Đấy, thì bây giờ ông thiết kế xong là bây giờ ông phải chuyển đổi những cái thiết kế này, số hóa nó, đưa lên không gian mạng. Hiểu không? Thế còn bây giờ bạn bảo là để mẫu hình này, đó là sai. Đó là chưa hiểu hết. Khi mà người ta làm xong này ấy, đúng không? Người ta quay những cái video ngắn lại, tức là chúng ta có thể là quay cái video màn hình này, chúng ta sâu, chúng ta xuất ra ở trên phương diện là làm video, nó cũng được, nó cũng là một cái rất khá là hay. Hoặc là lấy chính những cái file thiết kế này này, lấy chính cái file thiết kế này đưa qua gì, đưa qua đây này, đưa qua Adobe After Effects để các bạn làm video, hiểu không? Đấy, để đưa ra digital đấy, nó là như thế đấy, chứ không phải là digital chạy quảng cáo. Nhấn mạnh nhá, nó chỉ là một phần nhỏ thôi, nó gọi là social, trên không gian mạng nó là social, được chưa nào? Rồi đấy, thì ở đây các bạn phải thấy là nó rất nhiều ha, và bạn nào cần cái file này mình sẽ gửi cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về nó và mình đã làm, và cách và cái mà nâng cao hơn cái level, cái năng lực của một cái bạn mà tức là chạy quảng cáo không thôi nhá, là công ty nó chỉ có chết thôi. Nhấn mạnh luôn, bạn có đi tuyển một 10 năm rồi, công ty hoạt động gì, công ty hoạt động 10 năm nhưng bây giờ chúng ta không kiếm nổi được một người làm marketing ở trong đó, từ 2015 đúng không, cho tới nay là bao nhiêu năm, 8 năm 9 năm mà kiếm không được một ông nào là giám đốc marketing hoặc là trưởng phòng marketing mà chủ chốt cho công ty đó, thì đó là sự thất bại. Bởi vì công ty khác người ta, đây công ty mình bán đất nền, ví dụ mình tự nhiên mình nói là nghe nó kỳ, nhưng ở đây là làm một thứ rất là lẻ, mọi thứ cực kỳ lẻ luôn. Đấy là mình còn chưa nói hết, tức là chưa có được thể hiện, gọi là đứng ra để mà nói chuyện rồi training rồi ấy hết. Một dự án là 10 15 nền, nó bán 3 tuần xong hết. Sang dự án khác chơi. Bạn hình dung câu chuyện không? Nhân viên nó chưa đầy 30 người, nhân viên sale. Các công ty khác thì khạnh khạng hoài, bán mãi không nổi. Nên là vì rằng là các bạn chưa có tích hợp cái này vào này. Các bạn chưa có tích hợp cái này vào, và mình sẽ zoom rõ hơn để các bạn hiểu. Rồi mình sẽ kéo sang. Bạn chưa tích hợp vào cái CRM, bạn chưa tích hợp remarketing, bạn chưa có tích hợp gì chăm sóc khách hàng chủ động. Nó giống như kiểu là chăm sóc sức khỏe chủ động ấy. Bạn có bao giờ bạn quan tâm đến sức khỏe đâu mà bạn chăm sóc? Bạn hình dung không nào? Thì khúc này nó quan trọng rất nhiều, quan trọng cực kỳ quan trọng. Và đáng lẽ là mình đây đây 7:30 tối thôi, một mình ở công ty các bạn. Và vì mình nghe đấy bạn ấy, nên là các công ty nó đang, các bạn thấy nó đang rất là lụm. Các bạn có thể là rất giỏi về kinh doanh và bán hàng, nhưng mà về marketing các bạn cần phải update thêm lên thì các bạn mới mới giảm được cái timeline, cái chi phí đùn đẩy lên. Đó, hiểu không ạ? Nên là thôi, khỏi cần phải trả lời, mình đâu muốn qua đâu. Mình chả biết bao nhiêu nữa, nhưng mà cùng công mình sâu cho các bạn để các bạn hiểu hơn. Bây giờ mà còn nhìn các cái chỉ số mà trên trên Facebook nó thông báo chỉ có chết, nên là mấy ông cứ khạnh khạng nửa biết nửa không mà nó khổ lắm.
Nè, thế thì bây giờ các bạn vào đây đi. Thế thì cả một cái chiến dịch rồi chạy ra. Mình sâu ra các bạn. Cả cái chiến dịch người ta chạy bao nhiêu ạ? Mình cứ cho như là 3 triệu rưỡi đi ha. Ở đâu? Chỗ này chứ. Chỗ này thì các bạn thấy được rằng là nó 3 này, 4 triệu đi. Tròn 4 triệu. Và các bạn nhìn vào đây phát là ôi chủ chết tôi rồi. 4 triệu mà có 3 khách thế này. Hỏng rồi. Thế thì đấy, tôi có biết gì đâu. Nó không biết gì nên đâm ra là cứ phán loạn lên mà chết. Cùng công mình sẽ chia sẻ luôn về đất nền Cam Ranh. Bạn phải nhìn về các cái like này của nó là xem là nó có thật không đã. Đầu tiên là like để mà người ta like vào một bài quảng cáo ấy, nó bây giờ nó khó lắm. Còn nếu mà các bạn chạy tool ấy thì nó dễ lắm, nhưng mà tool ấy, nếu bạn chạy tool cho cái bài chạy quảng cáo này thì rất dễ xem cái vấn đề là tức là người ta gọi là seeding. Seeding là khi mà bạn được những cái người ta không có nhu cầu về bất động sản, hoặc là cái độ tuổi người ta nó không có được chín chắn, thì là cái con AI ấy, cái gọi là người ta gọi là cái máy học ấy, nó sẽ học theo cái like đó. Tức là bạn like đúng không, thì là nó sẽ cứ hiển thị trên những người like. Đó là về thuật toán của nó, các bạn cứ hiểu đơn giản là như vậy. Thế thì bây giờ mà nếu như bạn mà seeding á, mà vào đúng cái người mà nó dạng vớ va vớ vẩn, đúng không ạ, thì là cái tích quảng cáo của bạn cứ đi theo cái dạng vớ va vớ vẩn. Nên là ở đây là bạn phải xem cái này này nó có là ok không, người thật đúng không, người thật ok. Sau khi người thật xong rồi, mọi thứ là ổn chưa? Ổn rồi. Sang chiến dịch này một xíu. Nhìn chưa? Ổn chưa? Ổn rồi đúng không? Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái nữa. Đó chính là vào trong cái này này mà xem. Chứ không phải là xem vào chỗ đấy. Chỗ đấy là các cái chỉ số mà ấy thôi. Mình không thích nói, kệ cho mấy ông nào thích thì cứ chạy, mình chả quan tâm. Mình sẽ sâu về cái này này. Trung tâm sao tự nhiên quên cái đó ta, cái đó là cái gì ta, xui hộp thư đúng rồi, quên hộp thư. Không biết cái này nó có sâu ra mét không ta. Hay quá, không sâu rồi, quên đó. Thì cái trong cái này nó sẽ không có thể hiện ra là ngày ta, ngày nào ta. Mình chắc chắn là mình sẽ che cái này đi ha. Đó, thì các bạn sẽ nhìn vào đây ha. Mình sẽ che đi một phần bên này đi để bởi vì nó có hiển thị cái số điện thoại á. Đấy, chạy được ở đâu khoảng 2-3 ngày à. Tính ra những ai nhắn tin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 mét. Mà bây giờ chuyển đổi sang, cho nhìn 24 mét đi ha. Thế bây giờ lấy cái này 4 triệu đúng không, 4 chia 24 106 107 một số, xong cứ thế chạy.
Được chưa? Không quá cao đâu các bạn, thời này là không quá cao đâu. Cái thời này mình chia sẻ với các bạn chỉ cần mất đúng một cái thôi. Nếu mà ông nào mà xem tới đây thì đúng thiên chỉ ấy. Bởi vì thường thì mình hay nói lảm nhảm trước, sau đó bắt đầu mình vài vấn đề ha. Thì bạn cần phải hình dung là thời nay chỉ cần 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 loại tài khoản cần lon á là ok hết, còn không có đối tượng đối tiếc thì đau đầu lắm. Suốt ngày đối tượng để cho cái thằng AI, để cho con AI của thằng Facebook ấy, nó tự học thuật, nó tự kiếm cho các bạn đỡ phải đau đầu cái đó ấy. Giờ cuộc chơi của tiền, nhiều tiền thì tính tiếp. Bây giờ đi chạy quảng cáo toàn vào clone thì cái lượt nhắn tin vào phát thì rep tin nhắn thì tròn chích cha chả thấy nó đăng cái hình bao giờ thì thôi chứ. Được chưa nào? Chỉ cần cái này thôi. Với cả cái thứ hai nữa là cái tâm lý chạy ấy, nó quan trọng lắm. Bây giờ là mình thích chơi rồi, bây giờ là chạy bao nhiêu chạy cái đó đúng không, ừ xúc một phát xong mình chỉ bỏ ra mất nhiều đó thời gian rồi xong, không thì thôi đi kiếm thằng khác chạy cho nó nhanh, ngồi đến khệnh khạng hoài suốt ngày ăn xong nhìn quảng cáo, làm từ từ để cho cái thằng quảng cáo nó hoạt động chứ có phải là bục phát là ăn ngay đâu, như kiểu đi ăn bánh trả tiền đâu mà bục thích bục kiểu gì thì bục. Còn chạy quảng cáo là có tiền nhưng vẫn phải ngoan, còn đi ra ngoài đường kia thì có tiền thì sao mà trả được, hiểu chưa? Thì khi này các bạn sẽ sâu vào đây. Mà mình chỉ luôn thế nào, thì các bạn mình thấy sao? Và bản thân mình thì cũng thế thôi, bởi vì mình đã qua cái thời đó rồi, y chang chả khác gì cả. Nhảy như ngựa, 1 tháng 2 tháng cũng được lên đường, phần lớn là học, còn có những bạn còn sợ cơ, còn sợ không dám nhảy việc. Mình đây bây giờ thì không muốn đi làm ở văn phòng nữa. Bởi vì là mình đang làm công ty mình hiện tại là họ đã, mình làm 2 năm ở bên này rồi, tối ưu hóa mọi thứ lại hết rồi, nó rất là chuẩn rồi. Bây giờ mình bảo là sang công ty khác thì mình cũng chẳng muốn sang. Nên là doanh nghiệp mình sẽ bị lỗ hổng cái này nha các bạn ạ.
Được chưa nào? Thì đây là các bạn mình hình dung nó sẽ là như vậy. Và đừng có đi theo cái hướng đó. Rất dễ chết. Và mình chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu và các bạn định hình được à bây giờ mình phải làm gì, các bạn phải làm gì. Và đó là lý do tại sao mà mình ngồi đây, mình đâu phải là đơn giản là mình ngồi đây mà viết cái này đâu. Viết cái này thì phải chi cha. Nhưng để lấy cái này để chia sẻ các bạn, để nó có cái căn cứ, để là chúng ta đang biết là chúng ta đang bị lỗi ở đâu. Tức có nghĩa là bạn hình dung này, bạn có ý tưởng. Bạn có một ý tưởng rất là hay. Nhưng cái ý tưởng đó, bạn bắt buộc phải vẽ ra nó thành hình. Tức là bạn phải lấy giấy, lấy viết ra, vẽ nó ra. Giống như kiểu đi học, cái đi học lên thầy cô giảng dạy cứ gật đầu. Kinh chưa? Ui, hay chưa? Hay nhưng không viết vào về nhà quên. Sao? Có đứa nào đi học mà không viết không? Bây giờ bạn có ý tưởng bạn kinh doanh. Đúng không? Bạn có ý tưởng để bạn thực hiện một cái mưu đồ nào đó. Nhưng mà bạn không viết ra. Chỉ có chết. Bạn xem phim Tam Quốc Diễm Nghĩa. Cái lúc mà Gia Cát Lượng đi ngao du 3 ngày, tức là Lưu Bị lên trên núi và thỉnh 3 lần mới gặp ông. Thì là lúc đó Gia Cát Lượng bảo ông ấy đi đâu? Thì ông ấy bảo là ông ấy đi ngao du để ông ấy vẽ ra. Ông ấy vẽ cái sơ đồ của cái hình như là Từ Châu hay là cái gì mình không nhớ. Nhưng không tin à? Không tin các bạn lục lại đúng cái khúc đó thì các bạn nghe lại xem có đúng không? Nói ra xong cái đó, Lưu Bị quỳ xuống luôn. Nó rất đơn giản mà là ý mày có ý tưởng đúng không? Mày có ý tưởng rồi đúng không? Mày vẽ này. Mày không vẽ được ai hiểu. Thì khi mà vẽ ra xong cái, đưa thằng Lưu Bị nó xem phát, Lưu Bị quỳ xuống, hiểu không? Đó hiểu không? Và đó là lý do tại sao mà mình vẽ cái này ra. Bây giờ vẽ cái này ra xong rồi đưa cho doanh nghiệp nữa không? Nó có hiểu mẹ gì đâu. Còn các ông có nhiều tiền, cứ tiền nhiều thoải mái. Chơi đi, đâu sao đâu. Ví dụ như này chẳng hạn, các bạn có thể thấy được rằng là một cái hình như này, các bạn cứ nghĩ nó đơn giản, nó không đơn giản. Ừ, các bạn nào bảo là làm cái hình ghép đi cho nó nhanh. Không, no, các bạn chưa hiểu gì về nó này. Bởi vì khi mà cái hình ghép bạn tải xuống được không? Bạn tải xuống được. Bạn tải cái hình ghép tức là nó chỉ là một cái file hình thôi mà. Các bạn tải xuống được. Nhưng ở đây nhá, mình lưu hình nhá, lưu cái hình. Đấy. Nhưng nó gì? Nó chỉ là cái hình JPEG thôi. Không được đâu xóe ạ. Mà mở chỉ được cái này thôi. Nếu mà lấy cái đó, cái này thì ai chẳng có. Hiểu không? Cái giá trị nó là bản quyền nó sẽ khác. Nhưng sau khi đó đúng không? À, tự nhiên xong rồi cho cái logo ở đây, nó không xóa được. Nhưng mà nhấp vào cái logo này, nó chuyển về website của mình. Thì cái đó là tôi đang cần, tôi đang làm. Ví dụ chỗ này chẳng hạn, chúng ta đặt cái logo ở đây, hay chỗ này chúng ta đặt cái logo ở đây. À thì logo của Vinhome chẳng hạn, không sao. Nên sao là chả để ý mà cứ tải xuống này, kể cả nó có sử dụng, có lấy được đúng không đấy. Nhưng mà gắn vào đây, nhấp vào phát, chuyển về website của mình. Hay là không cần cái đó, tôi để một cái hình mờ, hình cánh mờ, tức là hình mà không, hình trong suốt ấy. Tôi đè lên cái hình này, xong rồi đang nhấp đây đúng không ạ, nhấp bố nó vào đây phát, chuyển sang cái website của mình, hay là chuyển sang Zalo của mình. Cái này là sáng tạo, nó mới là digital, chứ không phải là các bạn đang nghĩ rằng là, tức là ở đây là phải số hóa nó để đưa nó lên trên mạng thì đó. Và marketing nói chung, tức là mình làm ra một cái từ marketing, nó marketing tổng hợp. Nghe ghê không? Nhưng marketing nó phải có một cái từ đó, đó chính là từ sáng tạo.
mày vẽ ra rồi cứ vẽ nhiều đi em. Giống như kiểu ngày xưa mình đi học ấy, xong rồi lên bài, bài kiểm tra không thuộc bài ấy mà về chép đi em, chép cho 500 lần tự nhiên nhớ à, nhớ tới cuối đời luôn. Thì đấy, nó thế đấy. Nên là các bạn cũng y chang vậy, ghi nó ra, thực hiện nó, làm đi. Thế thì càng làm nhiều tự nhiên sáng tạo. Chả có gì, và tất đó là những cái lý do mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong một cái video này, để các bạn hiểu hơn về digital marketing nói chung nha. Và bớt sử dụng những cái từ mà nó giống như kiểu là mình xin lỗi chung 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 ấy, cứ nói chung chung về digital và chi tiết chả biết gì cả, rất là đau đầu. Rất nhiều doanh nghiệp bây giờ là phải phải cho các quản lý là phải đi có những cái buổi training với nhau ấy, ngồi bóc tách ra thì nó mới được, chứ không phải là chúng ta cứ họp với nhau là cái này cái kia là một sự rất là nguy hiểm. Các cái quản lý cấp cao á là phải phải thật sự là các anh chị cần phải dành nhiều thời gian đi học thêm gì, học học nhiều vào, đừng có nghĩ rằng là những cái thằng nó nhỏ hơn mình mà đấy nhá. Cái thời này mình tặng các bạn một câu cực kỳ giá trị, và mình nghĩ nó sẽ là giá trị nhất của cái video này chứ không phải là cái từ digital, đó chính là thế này các anh chị ạ. Thật sự bây giờ các doanh nghiệp lớn người ta không sợ, người ta không sợ đối thủ, bởi vì đối thủ nó làm như thế nào là chúng ta có thể bắt chước được, nó nguy hiểm cực kỳ luôn anh chị ạ. Em chia sẻ một một đúng một câu nó như thế này này: doanh nghiệp không sợ gì, không sợ đối thủ, bởi vì đối thủ nó chơi bài gì mình chơi được, mình chơi lật ngược được, hoặc là mình học nó, mình học nó, mình học nó làm gì mình làm gần như ly chang. Vì thế nó ra sản phẩm mới mình cũng ra sản phẩm mới, vì thế này, nói chung là rất nhiều kinh doanh mà. Nhưng mà bây giờ cái doanh nghiệp ấy, nó không sợ mà nó lại sợ nhất, sợ nhất những cái thành phần cá nhân ấy, sợ nhất này, cá nhân hoặc tập thể nhỏ, nó không phải tập thể lớn mà lại tập thể nhỏ ấy. Bởi vì là những tập thể nhỏ nó không mất chi phí gì cả, nó giống như kiểu là các bạn hiểu, nó giống như kiểu là cái dân mà dân cái dân mà cái dân hacker, hay là cái dân mà ví dụ như các bạn có hiểu đơn giản như là ai là người viết ra cái con chat GPT ấy. Người ta đâu, ví dụ như Google, hay là Google, nhất là Google đúng không, Google đâu có sợ gì Microsoft đâu. Microsoft chơi gì công nghệ hay là tìm kiếm này kia, thích chơi gì tôi chơi thôi. Nhưng mà nó lại sợ nhất là cái ông mà cái ông chủ của cái thằng ChatGPT ấy, nó ngồi một chỗ nó thay thế luôn cả hệ thống, nó viết ra đúng một con chatbot thôi, đúng một con AI thôi, con AI đó nó học thuật nó mọi thứ và cuối cùng nó thay thế luôn cả công cụ tìm kiếm. Mà thằng Google nó sống được là nó nhờ cái công cụ tìm kiếm đó, các bạn hình dung không? Và các bạn phải hiểu đơn giản nó là như thế, rất là nguy hiểm. Thì đó là cái mà các bạn cần phải học. Và vậy thì các bạn phải nhìn xa thế ạ. Thì bây giờ doanh nghiệp phải luôn luôn phát triển, luôn luôn sáng tạo, luôn luôn không ngừng sáng tạo và không ngừng học hỏi thì mới tồn tại được. Không thì thật sự là cũng toang. Mình thật sự là mình lấy hết tâm huyết của các bạn, mình muốn chia sẻ các bạn một cái giá trị cuối cùng, nó là như vậy. Và hãy quay trở lại và học lại từ cái căn bản đi, học lại căn bản đi, quay chụp vào, ok, quay chụp, thiết kế, đúng không? Thiết kế cái gì? Thiết kế 2D, thiết kế 3D, thiết kế đi, học đi. Rồi ông này làm gì? Zalo học đi, đúng không? TikTok tiếp tiếp đi, học làm thật nhiều lên, đúng không ạ? Làm thật nhiều lên, cuối cùng bạn mới sáng tạo trong kinh doanh. Và mình muốn chia sẻ với các bạn rằng là một trong những cái mà mình đã suy nghĩ rất nhiều lúc đây nhé,
chính vì cái từ sáng tạo nên là nó mới đưa ra một cái, đó chính là cái này. Một là cái này, hai là cái gì? VR, VR 360. Bởi vì mình đã từng làm sale rồi, xong cây mình bảo là ủa chứ có nhất thiết là cứ phải chạy xuống dự án không, bởi vì chạy xuống dự án thì chúng ta cũng có 1m2 với 1m rưỡi à, người cao 1m5 với 1m7 à, người Việt Nam mình thì khoảng khoảng đó thôi, nhìn thì nhìn cái miếng đất thôi chứ có cái gì đâu. Thế là mình mới bảo là mình đau đầu mãi biết bao nhiêu năm rồi, cuối cùng mình mới tìm ra và mình học nó. Các bạn hiểu không, mãi biết bao nhiêu năm, từ 2016 cho tới mãi 2022 mình mới biết làm cái này VR 360, một cái sự tình cờ. Mà mình học cái VR 360 mình học 3 ngày, mình không phải khoe nhá, 3 ngày 20 triệu 3 ngày. Mỗi một ngày người ta dạy cho mình khoảng 2 tiếng. Các bạn nhìn đúng không? Các bạn dám học được thế không? Và đó là lý do tại sao bây giờ đây, cái giá trị nó vẫn còn đó mà. Thì đây, bạn này chiều nay bạn mới hỏi mình. Bạn hỏi mình học VR đó. Bạn thấy không? Đó là giá trị. Nó còn đó mà. Học đi. Học mãi, học nhiều vào. Và bây giờ này các bạn thấy không? 8 giờ học tiếp đi. Hiểu không ạ? Ok, cảm ơn các bạn ha. Thì mình chỉ chia sẻ các bạn để bạn hiểu rõ về cái từ digital thôi, cho nó đúng, để cho các bạn đỡ bị vấp, đỡ bị sử dụng sai, hoặc là hiểu sai, hoặc là hiểu chưa hết nghĩa, chỉ hiểu chưa đúng nghĩa, và hiểu chưa sâu sát ha. Và các bạn có thể thấy được rằng là tất cả mọi thứ, phần lớn các doanh nghiệp họ chỉ có dừng lại tới khúc này thôi, tức là chạy quảng cáo. Thì ví dụ như phần lớn là bây giờ chạy quảng cáo Facebook luôn ha, nên có khách nhưng mà nhắn tin hay là gọi điện gì đó nhưng mà gửi cho sale thì có mỗi cái nhiều đó thôi. Như thế thì nó chưa có đúng đâu, và bắt buộc đây là một cái quãng đường rất dài nữa để nó đi sang tới một cái, đó chính là CRM ha, và các doanh nghiệp cần phải áp dụng CRM và remarketing mọi thứ vào đây đi. Sau khi CRM xong rồi thì các doanh nghiệp cần phải thì tối ưu hóa hơn về sản phẩm, về mọi thứ thì nó mới được ha. Thì mới gọi là digital. Digital không phải là bỏ ra 500 ngàn để chạy được bao nhiêu các bạn ha. Digital không phải 500 ngàn bỏ ra là chạy bao nhiêu. Sai lầm ấy. Ví dụ như là bỏ ra 300 ngàn thì một số, hay là 500 ngàn một số, nếu như còn đi theo như thế các doanh nghiệp sẽ bị lỗ rất nặng. Cái đó nó không phải là cái chuyển đổi đâu. Cái đó nó không phải là cái điểm cuối cùng mà doanh nghiệp cần đâu. Nó chỉ là cái phễu thôi. Hiểu không? Nó là cái phễu này. Tức là cái chỗ này là tất cả những cái này nó chỉ là phễu thôi. Nó không có là cái gì cả. Ví dụ như tôi chơi TikTok. Thế thì cái TikTok nó chạy quảng cáo, mà chạy quảng cáo như dầu gội. Nó chạy 3 tháng giờ. Tôi thương hại quá mà nó ra rất nhiều content các bạn ơi. Tôi bảo thôi có 200 nghìn thôi mua cho nó đi. Đằng nào mình cũng hết dầu gội rồi. Trong cái dầu gội đó thì có cái gì mà gừng ấy, kiểu tôi cũng thấy là gừng tôi thấy nó cũng tốt, thì tôi mua về tôi gội thì tôi thấy nó cũng khá là ổn. Thế đấy, nó cái là cái gì ấy? Mãi sau tôi mới mua, tức là nó phải chạy quảng cáo đến mất 2 tháng 3 tháng trời.
lè lưỡi ra. Bắt đầu tôi mới có mua. Các doanh nghiệp bây giờ mới chạy được bao nhiêu, như thế nào AMC rất là khổ, không biết cách chuyển đổi nó. Nên là thực sự là nhiều lúc mà mình nói chuyện, mình rất muốn chia sẻ một cách nó rất là đơn giản để cho các bạn hiểu nó rõ hơn về cái đó. Nhưng mà nhiều lúc nó cứ cứa vào, mình thấy nó bực mình. Nên là mình phải, nhiều lúc là cứ phải tạo điểm nhấn bằng cách văng tục ấy mà. Nên là mấy nay là mình cũng kìm giờ hết rồi. Lâu lâu thôi. Ok, cảm ơn các bạn ha. Các bạn nào cần cái file này thì liên hệ mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về digital. Và các bạn sẽ biết được rằng là bạn đang thiếu ở cái mảng nào. Phần lớn là các bạn chỉ đang ở cái mức này thôi. Còn các bạn sale thì không nói nhé. Các bạn sale thì các bạn chạy quảng cáo này kia thì tôi không nói. Nhưng mà nói về marketing nói chung á, digital á, nó phải là cái này ha. Và nhấn mạnh nha, cái website là cái chủ lực đầu tiên mà doanh nghiệp cần phải làm tốt nha. Các ông cứ mơ mơ màng màng, cứ bay trên mây ấy, nhưng mà thực ra là cái trước cửa nhà ông nó bẩn như kiểu là cái gì ấy, mà ông có bao giờ ông có dọn không? Ông cứ ăn mặc đẹp xong chạy long nhong ngoài đường ấy, chả hiểu là chết đi. Cái website nó mới là cái nhà của các bạn. Còn cái Facebook, Facebook với TikTok, TikTok này nó cái một à. Bởi vì là thằng TikTok nó không thích đúng không? Ban mày luôn. Facebook cũng thế, tự nhiên có thằng hacker nó hack cái xong luôn cái Facebook. YouTube, Google gì cũng thế. Nhưng cái website cũng bị hack, nhưng mà nó hack chả thì giải quyết cái gì cả. Chúng ta chỉ để là cái thông tin trên đó thôi. Và chúng ta cần kiếm một cái đơn vị nào đó nó đủ uy tín về website để các bạn làm việc. Và cái như mình đây, mình làm website thì cũng bị hack suốt ngày đấy. Nhưng mà cần phải kiếm một cái đội ngũ chuyên nghiệp để mà bảo kê cho mình đằng sau, để mình làm cái vấn đề của mình. Được chưa nào? Ok, cảm ơn các bạn ha. Và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Ok.